bạn đang nghe nội dung từ Waka. Dọn dừng đi, rồi thay đổi thế giới. Ngày 17 tháng 5 năm 2014, Đô đốc Mark Craven đã có bài phát biểu truyền cảm hứng cho các sinh viên tốt nghiệp Đại học Texas. Bài phát biểu với hơn 10 triệu lượt xem đã trở thành một hiện tượng lan truyền khắp các trang mạng xã hội và trở thành nền tảng để ông xuất bản cuốn sách Dọn dừng đi, rồi thay đổi thế giới, được xuất bản một năm sau đó. Trong bài phát biểu, Đô đốc Mark Craven đã chia sẻ 10 nguyên tắc sống mà mình đúc kết được từ quá trình huấn luyện gian khổ trong lực lượng Hải quân SEAL. Những nguyên tắc này không chỉ giúp ông vượt qua những thử thách cam go trong sự nghiệp quân sự lừng lẫy, mà còn là kim chỉ nam cho cuộc đời ông. Điều đặc biệt là những bài học này hoàn toàn có thể áp dụng cho mỗi chúng ta, bất kể hoàn cảnh hay xuất phát điểm. Hãy cùng nhau khám phá từng nguyên tắc đan xen với những câu chuyện từ cuộc đời của Đô đốc Mark Craven và suy ngẫm xem chúng ta có thể tạo nên những thay đổi tích cực nào cho chính cuộc sống của mình. 1. Bắt đầu ngày mới bằng việc hoàn thành một nhiệm vụ. Bài học đầu tiên là hãy khởi động ngày mới bằng cách hoàn thành một nhiệm vụ đơn giản, chẳng hạn như dọn dẹp giường ngủ. Ý tưởng ở đây là việc hoàn thành một nhiệm vụ sẽ tạo ra hiệu ứng dây chuyền, thúc đẩy chúng ta tìm thấy động lực để giải quyết các nhiệm vụ khác. Hành động đơn giản này mang đến cho chúng ta cảm giác tự hào, tiếp thêm năng lượng cho cả một ngày dài, cho đến khi chúng ta được chào đón bởi chiếc giường êm ái vào ban đêm. Mark Craven đã học được tầm quan trọng của việc dọn dẹp giường ngủ gọn gàng ngay khi thức dậy trong những ngày tháng tập huấn để trở thành lính Hải quân SEAL. Đó là một quá trình vô cùng gian khổ mà bất kỳ học viên SEAL nào cũng buộc phải trải qua. Với bất kỳ nhiệm vụ nào chưa hoàn thành hoặc bất kỳ thử thách nào chưa vượt qua, học viên đều phải chịu hậu quả, hình phạt tương ứng. Ngay từ những nhiệm vụ đơn giản như dọn dẹp giường ngủ, nếu học viên không tuân thủ quy tắc dọn dẹp giường ngủ, họ phải thực hiện nghi thức bánh quy ngào đường, tức là hình phạt. Họ sẽ phải lao xuống làn nước lạnh giá của Thái Bình Dương và lăn lộn trên bãi biển cho đến khi toàn thân phủ đầy cát. Tuy nhiên, hành động thường xuyên dọn dẹp giường ngủ một cách hoàn hảo này đã giúp ích cho Mark Craven về lâu dài. Nhiều năm sau, Mark Craven đã phải nằm liệt giường trong nhiều tháng, sau khi chịu chấn thương làm thay đổi cuộc đời ông. Sau khi hồi phục và có thể tự đứng vững, điều đầu tiên ông làm là sắp xếp lại giường ngủ của mình. Hành động đơn giản này đã mang đến cho ông hy vọng, tượng trưng cho kỷ luật và quyết tâm trở nên tốt hơn của ông. 2. Một cây làm chẳng nên non. Dù có độc lập đến mấy thì sự thật là chúng ta không thể tự mình làm mọi thứ. Tất cả chúng ta đều phải trải qua những thời điểm khó khăn trong cuộc sống, nhưng đừng nên cảm thấy rằng bản thân phải tự vượt qua chúng một mình. Tầm quan trọng của tinh thần đồng đội được nhấn mạnh trong quá trình huấn luyện của những người lính Hải quân SEAL. Vì vậy, trong quá trình huấn luyện của Mark Craven, ông và các đồng đội phải mang theo một chiếc bè bơm hơi đi mọi nơi. Họ phải treo bè hàng dặm mỗi ngày, vượt qua những làn sóng biển động. Nếu một học viên không thể đạt được tiêu chuẩn đề ra, các học viên khác phải hỗ trợ bạn mình. Sau này, khi gặp phải chấn thương nguy kịch, việc học cách nhờ cậy và chấp nhận sự giúp đỡ từ người khác, đặc biệt là từ vợ mình, đã giúp Mark Craven có được sức mạnh tinh thần để phục hồi. Mark Craven xem cuộc sống như một chiếc bè cao su nhỏ mà chúng ta không thể tự chèo lái một mình. Ông nói, cần có một nhóm bạn đồng hành tốt để đưa ta đến nơi mà ta muốn. Vì vậy, hãy tìm một người bạn đường đáng tin cậy để chia sẻ cuộc sống của bản thân ta, và đừng bao giờ quên rằng thành công có một phần phụ thuộc vào người khác. 3. Hãy đánh giá một người qua trái tim, chứ không phải qua kích thước tầm vóc của họ. Chúng ta luôn được dạy rằng không nên đánh giá một cuốn sách qua cái bìa của nó, và không nên đánh giá một người chỉ qua vẻ bề ngoài của họ. Vậy tại sao chúng ta vẫn tiếp tục coi trọng ngoại hình hơn hết thảy? Khi Mark Craven cân nhắc việc trở thành một lính Hải quân SEAL, ông đã đến một trung tâm tuyển dụng. Ở đó ông chú ý đến một người đàn ông có vẻ ngoài yếu ớt tên là Tom Norris. Thoạt nhìn không ai nghĩ rằng Norris là một cựu binh SEAL anh hùng. Nhưng sự thực là vậy. Trung úy Tom Norris là một anh hùng chiến tranh. Trong chiến tranh, Tom đã bị trúng đạn khi liều mạng cứu người khác. Tom đã trải qua một giai đoạn hồi phục dài và đau đớn do thương tích chiến tranh.
sau đó tiếp tục phục vụ đất nước như một thành viên của đội giải cứu con tin FBI. Từ câu chuyện này cho thấy, những gì ta cần là khoan vội đưa ra đánh giá cho đến khi thực sự hiểu được về phẩm chất của một con người. Tuy nhiên, sau này trong sự nghiệp, Mark Raven đã lặp lại sai lầm khi đánh giá một cuốn sách qua bìa của nó. Ông từng nhận định rằng có hai người đàn ông không phù hợp làm lính SEAL dựa trên vẻ ngoài của họ. Hai người này không phù hợp với hình mẫu học viên điển hình của SEAL, những người có vóc dáng cao ráo và cơ bắp. Thay vào đó, theo Mark Raven, trông họ khá thấp và trông yếu đuối. Nhưng cả hai người đã khiến ông ngạc nhiên khi thể hiện lòng dũng cảm trong những tình huống nguy hiểm. Và một lần nữa, câu chuyện mà ông nhắc đến đã chứng minh rằng vẻ bề ngoài không quyết định được một con người, nhưng nhân cách của họ thì có thể. 4. Chấp nhận rằng cuộc sống không công bằng. Càng sớm chấp nhận rằng cuộc sống không phải lúc nào cũng công bằng, chúng ta càng dễ dàng vượt qua những khó khăn và thất vọng. Chúng ta cần tiếp tục tiến về phía trước, không nhìn lại. Đôi khi cuộc sống không công bằng hay hợp lý. Mark Raven đã học được bài học này từ sớm trong quá trình huấn luyện. Ông có một người hướng dẫn thường xuyên thúc ép và trừng phạt các học viên mà không có lý do rõ ràng. Tuy nhiên, người hướng dẫn có lý do riêng của mình. Đó là giúp các học viên làm quen với thực tế rằng cuộc sống này vốn dĩ đã bất hợp lý rồi. Dù không hề thích thực tế này, nhưng chúng ta phải chấp nhận nó và biết rằng ta chỉ tự làm mình đau khổ hơn nếu cứ mãi đổ lỗi cho hoàn cảnh. Không ai miễn nhiễm với bất hạnh nghịch cảnh, nhưng chúng ta có quyền quyết định cách phản ứng với những khó khăn trong cuộc sống. Mark Raven cho rằng những gì chúng ta có thể là không ngừng than phiền hoặc chấp nhận thực tế và tiếp tục tiến về phía trước. 5. Thất bại làm chúng ta mạnh mẽ hơn. Có một sự thật khó chấp nhận rằng sẽ có những thời điểm mà, dù cố gắng thế nào, chúng ta đều phải đối mặt với thất bại. Tuy nhiên, chúng ta không cần sợ hãi hay cảm thấy gục ngã trước thất bại. Điều gì sẽ xảy ra nếu chúng ta biết tận dụng nó? Trong cuốn sách, Mark Raven có đề cập đến bài kiểm tra rạp xiếc. Đối với một số người, từ này gợi lên cảm giác vui thú, phấn khích. Tuy nhiên, đối với các học viên SEAL, từ này có thể gây ám ảnh, bởi nó là một bài kiểm tra sức bền nghiêm ngặt kéo dài trong 2 tiếng. Nó đẩy các học viên đến giới hạn và thậm chí phải từ bỏ khóa huấn luyện. Một lần ghi danh rạp xiếc sẽ gây ra mệt mỏi và ảnh hưởng đến tiến trình luyện tập của ngày hôm sau. Điều đó sẽ dẫn đến việc học viên buộc phải nhận thêm nhiều lần ghi danh rạp xiếc khác. Nhưng với những người thường xuyên có mặt trong danh sách tập thêm đó, nỗ lực đổ dồn vào từng bài khóa rạp xiếc đã âm thầm tạo ra sức bền về thể lực mà họ không biết. Trong cuộc sống cũng chứa đầy những rạp xiếc như thế. Chúng ta rất dễ đón nhận thất bại. Điều đó sẽ luôn gây đau đớn, gây nản lòng. Nhưng đổi lại, từ thất bại chúng ta cũng được mài giũa để vượt lên và tỏa sáng hơn. Nếu muốn thay đổi thế giới, hãy đừng sợ các rạp xiếc. 6. Dám đối mặt, cắm đầu lao tới trở ngại. Một phần trong huấn luyện SEAL đã hoàn thành một khóa vượt chướng ngại vật, nơi học viên phải leo lên cây cột cao và khi tới đỉnh thì đu lấy đoạn dây thừng dài 65 mét, rồi dùng lực chân tay kéo mình sang đầu bên kia. Thay vì dùng tư thế truyền thống là đu mình dưới thừng và nhích từng chút một về phía bên kia, đã có một học viên mạo hiểm nằm lên trên sợi dây và đẩy thân mình về phía trước. Người đó đã vượt qua bài kiểm tra thành công với thời gian kỷ lục. Một lần khác vào năm 2004, một chuyến công tác tại Iraq, Mark Raven đã đối mặt với một tình huống giải cứu con tin có nguy cơ thất bại cao. Có một nhóm kẻ thù giữa 3 con tin trong một khu vực phức hợp. Thông tin tình báo cho biết kẻ thù và các con tin sẽ sớm di chuyển. Mark Raven biết những rủi ro khi tiến hành một cuộc đột kích vào ban ngày, nhưng ông đã gạt bỏ nỗi sợ và ra lệnh thực hiện nhiệm vụ. Nhiệm vụ thành công và các con tin được giải cứu. Nếu chúng ta luôn dàn xếp, chơi an toàn và liên tục cố gắng giảm thiểu khó khăn hoặc thất bại tiềm tàng, chúng ta sẽ khó đạt được tiềm năng của mình. 7. Biến lòng dũng cảm thành người bạn đồng hành. Sẽ luôn có lúc chúng ta cảm thấy sợ hãi hoặc lo lắng. Và điều đặc biệt quan trọng là phải biết quán chiếu sâu vào bản thân trong những thời điểm này. Khi sợ hãi tột độ, chúng ta cần tìm kiếm lòng dũng cảm để giúp bản thân vượt qua những trở ngại và đạt được mục tiêu của mình. Việc hoàn thành một chặng bơi dài 4 dặm trên biển đã là một thử thách khó khăn. Ngay cả
được đáp ứng với điều kiện tốt nhất. Và thực hiện điều đó vào ban đêm, trong vùng nước đầy cá mập, lại là một câu chuyện hoàn toàn khác. Đây là một nhiệm vụ khác mà Mark Raven cũng như những học viên cùng khóa phải hoàn thành nếu muốn trở thành một lính đặc chủng hải quân Shield. Khi cuộc sống ném vào chúng ta những thử thách dường như không thể vượt qua, hãy giữ vững lòng dũng cảm và tiếp tục bơi. 8. Vươn lên trong nghịch cảnh. Thường thì chính những khoảnh khắc đen tối nhất lại bộc lộ sức mạnh sâu thẳm nhất của chúng ta. Chứng kiến sự hy sinh của một đồng đội trong trận chiến là một trong những trải nghiệm đau lòng nhất đối với một người lính. Tuy nhiên, sau khi bày tỏ lòng kính trọng, Mark Raven vẫn được truyền cảm hứng bởi cách những người lính có thể vượt qua nỗi đau cũng như sự mất mát của họ và giữ vững tinh thần trong chiến đấu. Họ thể hiện sức mạnh và phẩm giá phi thường, bộc lộ những phẩm chất tốt nhất của con người trong những tình huống vô nhân đạo nhất. Họ đứng vững giữa bóng tối. Một lúc nào đó chúng ta đều sẽ phải đối diện với một khoảnh khắc tối tăm trong cuộc đời. Nếu không phải là sự ra đi của một người thân yêu, thì cũng sẽ là điều gì đó có thể nghiền nát tinh thần và để lại nỗi băn khoăn về tương lai của chính mình. Trong khoảnh khắc tối tăm đó, hãy chạm tới đáy sâu tâm hồn và nỗ lực hết mình. 9. Trao hy vọng cho mọi người xung quanh. Hy vọng là điều mà rất nhiều người trong chúng ta bám víu vào. Chúng ta cũng có thể truyền cảm hứng về hy vọng và mong ước trở nên mạnh mẽ cho người khác. Trong sách, Mark Raven đã đề cập đến Tuần lễ địa ngục, một bài kiểm tra sức bền kéo dài 7 ngày. Với một số hoạt động cực kỳ khắc nghiệt của Hải quân Shield, Mark Raven nhớ lại một đêm trong tuần lễ địa ngục, nơi ông và các đồng đội phải ngâm người trong bùn lạnh suốt đêm. Tất cả các học viên đều cảm thấy kiệt sức và gần như muốn bỏ cuộc. Nhưng một trong số các học viên đã bắt đầu hát và chính cậu đã truyền cảm hứng cho những người khác cùng hát theo. Hành động đơn giản ấy đã cho họ sức mạnh để vượt qua đêm tập huấn khắc nghiệt. Truyền cảm hứng về hy vọng sẽ tạo ra hiệu ứng lan tỏa. Như Mark Raven nói, nếu muốn thay đổi thế giới, hãy cất lời ca khi bùn đã ngập tới cổ mình. 10. Không bao giờ bỏ cuộc. Mark Raven bắt đầu khóa huấn luyện Shield với tư cách là một trong 150 học viên. Vào ngày đầu tiên của khóa huấn luyện, chỉ huy của họ đã giới thiệu họ với chiếc chuông. Vị chỉ huy nói rằng trong 6 tháng tới, mình sẽ đẩy các học viên đến giới hạn của họ. Nếu không thể chịu đựng thêm nữa, học viên có thể rung chuông 3 lần và được phép từ bỏ khóa tập huấn này. Trong vòng 6 tháng tiếp theo, đã có nhiều học viên lựa chọn rung chuông, nhưng Mark Raven thì không. Ông và 32 học viên khác đã trụ lại thành công, vượt qua mọi bài tập huấn và đứng hiên ngang trong lễ tốt nghiệp của mình. Khi chạm đến ranh giới giữa việc bỏ cuộc và tiếp tục, hãy giữ vững lập trường và tiếp tục. Nếu muốn thay đổi thế giới, đừng bao giờ rung chuông. Tổng kết, cuộc hành trình vạn dặm luôn bắt đầu từ những bước chân nhỏ nhất. Muốn làm việc lớn, thì trước tiên chúng ta cần phải làm những việc nhỏ nhất trong cuộc sống. Dọn giường đi, rồi thay đổi thế giới, được đánh giá là một trong những cuốn sách truyền cảm hứng nhất của thập kỷ này. Và nó sẽ giúp chúng ta nhận ra một điều. Dù nhỏ bé, nhưng mỗi chúng ta đều có thể làm nên khác biệt lớn cho nhân loại. Và các bạn thân mến, bạn vừa nghe file tóm tắt sách Dọn đường đi, rồi thay đổi thế giới, được viết bởi tác giả William S. Mark Raven. Hẹn gặp lại các bạn trong chuyên mục tóm tắt giới thiệu các cuốn sách hay của Waka. Để thường xuyên nhận được những thông tin về các sản phẩm mới, các bạn nhớ ấn subscribe kênh và truy cập fanpage Spotify của Waka sách tóm tắt nhé. Cảm ơn bạn vì đã lắng nghe. Để nghe chọn nội dung cuốn sách tuyệt vời này, hãy tải ngay ứng dụng Waka trên App Store hoặc Google Play bạn nhé.